từ nay tới tháng 7 cô hồn, 6 tuổi ăn lộc thánh tài lộc lên hương, giàu ú ụ. Tâm linh phong thủy xin giới thiệu tới quý độc giả ba con giáp gặp thời đổi vận từ nay đến trăm tháng 7. Đầu tiên là con giáp tuổi sửu. Từ nay tới tháng 7 âm, tuổi trâu may mắn vì có vận trình khởi sắc rõ rệt, con đường tài lộc của họ vô cùng rộng mở, hóa nguy thành an. Thời kỳ này họ sẽ hết sạch trục trặc, khó khăn, gặp nhiều chuyện vô cùng vui vẻ. Nhờ có các tinh trợ lực, đường sự nghiệp, tiền tài, công danh của sửu giai đoạn này đi lên rực rỡ, chẳng có ai hay bất cứ điều gì có thể ngăn cản bước tiến của bạn. Nhờ vào sự chăm chỉ và nỗ lực tuyệt vời, nên bạn có thể gặp một số cơ hội việc làm hoặc dự án mới. Họ có cơ hội thể hiện năng lực của mình và thu về nhiều thành tựu. Chắc chắn cuộc sống của họ sung túc hơn trước, khiến người khác phải đỏ mắt ghen tị. Chưa kể họ còn được quý nhân giúp đỡ nên công việc ngày càng khởi sắc thu nhập dồi dào hơn trước. Thứ hai là con giáp tuổi Mùi. Các tinh chiếu mệnh sẽ mang lại sức mạnh để bạn qua mọi khó khăn trong giai đoạn sắp tới. Công việc của họ diễn ra vô cùng tốt đẹp, việc kinh doanh, buôn bán không bị cản trở, khách hàng tìm tới nườm nượp. Từ nay tới tháng 7, Mùi có khả năng đạt được những tiến bộ đáng kể trong công việc, vì vậy họ có cơ hội gia tăng thu nhập, đạt được những nguồn thu nhập mới từ bên ngoài khi được thực thần chiếu mệnh trong việc kinh doanh, đa số người tuổi mùi cũng sẽ thu được lợi nhuận lớn, dù là làm gì họ cũng được hưởng lộc trời ban, các mối làm ăn khá thông thuận, vượng phát. Về cơ bản mùi là người có hiểu biết rộng và có tài lộc, giàu sang, đường tình duyên của người tuổi này cũng xuôi thuận hơn trước. Con giáp này được dự báo sẽ sớm có hỷ sự như cưới hỏi, mang thai, sinh con trong thời gian tới. Và thứ ba là con giáp tuổi dần. Tuổi dần là người bản lĩnh và thông minh, tuy nhiên họ cũng thích an nhàn tự tại, nhân duyên hòa thuận. Với lối sống đẹp vậy nên họ thường kết giao được nhiều người bản lĩnh và quen biết rộng rãi. Từ nay tới tháng 7 âm lịch, hỷ thước kêu trước cửa, tài lộc không nợ nần, nếu biết nắm chắc vận may thì cuộc sống sẽ rất hạnh phúc. Giai đoạn này, họ có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp, không chỉ một mình đạt thành tích cao trong công việc mà còn cùng kéo những người khác cùng tiến bộ. Đồng thời nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp, Công việc của họ lại càng tốt hơn. Con giáp thứ tư là tuổi Tý. Người tuổi Tý thông minh, không khéo lại có khả năng lãnh đạo. Con giáp này biết cách tạo dựng các mối quan hệ, biết đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu mến. Bản mệnh không ngừng phấn đấu cho sự nghiệp. Ngay từ khi còn trẻ, người này đã có thể nắm nhiều thành tích xuất sắc, có số tiền lớn trong tay. Tử vi dự báo rằng bước sang tháng 7, người tuổi Tý gặp các tinh chiếu mệnh, làm ăn thuận lợi. Tiền của không ngừng tăng lên. Con giáp này làm đầu tháng đó, cuộc sống thêm phần sung túc, không phải lo lắng nhiều. Đây là những thành quả mà bản mệnh xứng đáng nhận được do công sức đã bỏ ra bấy lâu nay. Tiếp theo là con giáp thứ năm, tuổi tỵ. Người tuổi tỵ thông minh, tinh tế, là người làm việc có kế hoạch, không bao giờ chùn bước trước khó khăn. Con giáp này có thể gặp thất bại trong cuộc sống nhưng sẽ nhanh chóng đứng dậy để làm lại từ đầu bản mệnh giữ nguồn năng lượng tích cực, không ngừng học hỏi, không để bản thân dừng lại ở một chỗ quá lâu. Tử Vi dự báo rằng năm 2024 là thời điểm tuổi tỵ có nhiều cơ hội làm ăn đổi đời. Đặc biệt, trong tháng 7 tới đây, con giáp này phất lên như diều gặp gió, tiền của kiếm được ngày một nhiều. Bản mệnh giàu lên chỉ trong phút chốc nhờ những khoản đầu tư sinh lời. Tuổi tỵ làm ăn thuận lợi nên tâm lý cũng thoải mái hơn, không còn nhiều áp lực như giai đoạn trước đó. Và con giáp cuối cùng là tuổi Mão. Người tuổi Mão có tính cách thân thiện, sống tình cảm, biết suy nghĩ cho người khác nên luôn được mọi người yêu thương, trân trọng. Bản mệnh là người biết cố gắng, nỗ lực từng ngày để đạt được điều mình muốn. Chỉ cần nắm chắc thời cơ, con giáp này có thể trở thành đại gia. Tử Vi nói rằng trong nửa đầu năm 2024 Người tuổi Mão bị kẻ xấu hãm hại hoặc gặp một số khó khăn trong công việc nên vận trình không quá suôn sẻ. Tuy nhiên, tháng 7 tới đây là điểm đổi vận của con giáp này. Bản mệnh hưởng lộc trời ban, ung dung kiếm tiền. Cuộc sống của tuổi Mão ngày một tốt đẹp, tiền của không ngừng tăng lên.